cá đục bà con ơi, bà con biết cá đục hết rồi đúng không? Nhưng mà cá đục là có những người bệnh thế này và những trường hợp thế này là không ăn được cá đục. Đó là những người bị gút, tiểu đường, nóng trong người, say rượu, uống rượu, bệnh vàng da, đau đầu, đau miệng, đau răng, nhức trong xương và đang uống thuốc. Những người không ăn được cá đục đó là những người bị gút, tiểu đường, nóng trong người, say rượu, uống rượu, bệnh vàng da, đau đầu, đau miệng, đau răng, nhức trong xương, đang uống thuốc. Đó là những người không ăn được cá đục. Cá đục những người đó không ăn được. Còn nó tốt cho sức khỏe là tốt cho trẻ em, người lớn tuổi, mới vừa khỏi bệnh, bà bầu, đề kháng cao, wow, cũng tốt quá ha. Tốt cho não bộ, ơi, bệnh tim, sơ vữa động mạch, đột quỵ, giảm viêm, nhiễm, đau xương khớp, tốt cho trí nhớ, tốt cho người béo phì, wow. Nhưng mà ăn thì ăn như những loại ăn bình thường, những loại cá khác, nhưng ăn 6 ngày, ta nghỉ một ngày, cứ ăn bình thường. Những loại cá kia mình ăn thường ngày sao thì ăn cái này vậy, nhưng mà ăn 6 ngày phải nghỉ ngày mới tiếp tục ăn, nếu mà ta ăn liên tục nha bà con. Chúc bà con ta ăn cá đục vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi. Bà con ơi, xin chào, see you again.